Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Chiều ngày 16 tháng 1, để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án tấn công hai trụ sở xã Ecatil và Etil, khiến 9 cán bộ và người dân thiệt mạng, nhiều người khác bị thương, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xét hỏi một số bị cáo. Phần lớn người bị thẩm vấn đều có vai trò cầm đầu vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Trong đó có Hắc Quyển Eban, người phụ nữ được xác định đứng đầu, chỉ huy lực lượng Dega tại Đắk Lắk. Bị cáo 48 tuổi, có 8 con, sinh năm 2003 đến năm 2012, thông tin từ báo VN Express. Theo cáo trạng được công bố tại tòa, từ năm 2015, Emut Malo đang trốn truy nã, cầm đầu tổ chức nhóm hỗ trợ người thường tại Mỹ MSGI, thường xuyên lôi kéo Hắc Quyển Eban, Amit Sơn tham gia các hoạt động vũ trang, giết người, phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong nhân dân, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nếu thành công, sẽ tiếp tục mở rộng sang các tỉnh khác. Đồng thời, Hắc Quyển Eban cũng được giới thiệu với các thành viên khác của MSGI, gồm Ichik Nie, phó chỉ huy, Inien Eja, thủ quỹ, Ibut Eban, Ibe Eban, phụ trách tập hợp, thông báo khí hợp, Ichan Pia, Y Cẳng Buông Gia và Y Sonie là thành viên cốt cán. Y Mút Mà Lô đã lôi kéo Y Quyên Bờ Đáp, Y Krong Phô tham gia tổ chức và giới thiệu cho Hắc Quyển Eban đến gặp Y Quyên Bờ Đáp, Y Krong Phô để biết thêm về hoạt động của nhóm. Tháng 8 năm 2018, sau khi Y Quyên Bờ Đáp vượt biên trái phép sang Thái Lan để thành lập tổ chức Người Thượng Vì Công Lý, MSFG, nhằm tuyên truyền, kích động, lôi kéo người đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên tiến hành các hoạt động bạo lực vũ trang, khủng bố, Y Quyên Bờ Đáp phân công Hắc Quyển Eban đứng đầu lực lượng Dega trong nước. Y Krong Phô là người cầm đầu nhóm người ở huyện Lắk và Krông Anna. Đến năm 2019, Y Quyển Eban đồng ý tham gia tổ chức MSGI với mục đích tìm kiếm sự hỗ trợ về vật chất từ nước ngoài để hoạt động chống chính quyền nhân dân, tiến tới thành lập nhà nước Dega tại Tây Nguyên. Từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6 năm 2023, các kẻ khủng bố tham gia nhóm lính Dega tập trung tại chòi rẫy, tập luyện võ thuật, chế tạo bom xăng, hướng dẫn cách sử dụng súng, đạn. Tối ngày 10 tháng 6 năm 2023, họ tập trung tại chòi rẫy để phân phát vũ khí, điểm danh, quay phim, chụp ảnh và chia thành hai nhóm. Một do Y Dũ Nie và Y Thô E Dũn chỉ huy cùng 33 người đi bộ đến tấn công trụ sở xã Ecatil. Hai là do Y Kim Nie chỉ huy cùng 34 người đi bằng mô tô đến tấn công trụ sở xã Etil. Đêm ngày 10 tháng 6 năm 2023, rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023, gần 100 người nhóm lính Dega chia làm hai nhóm, sát hại bí thư xã Ecatil, chủ tịch xã Etil, 4 công an và 3 người dân, làm 2 công an và nhiều người khác bị thương, thiệt hại cơ sở vật chất khoảng 2,5 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử, Hắc Quyển cho hay do Imut Malo và Iquin Badap, cả hai đang trốn truy nã qua Facebook và nhận nhiệm vụ lôi kéo người dân để thành lập nhà nước Dega. Khi mới gia nhập, Hắc Quyển được tổ chức nước ngoài gửi tiền về làm chi phí hoạt động, nhưng thực tế dùng mua mắm, muối, gạo vì quá ít. Năm 2017, Hắc Quyển tham gia tổ chức thành lập nhà nước Dega, trở thành người chủ chốt, thông báo tình hình trong nước cho những kẻ lưu vong. Bị cáo thừa nhận cũng đã lôi kéo được khoảng 50 người thuộc các gia đình nghèo, dân tộc thiểu số, truyền đạt cho họ những gì đã được tổ chức nước ngoài hứa hẹn là cho nhiều tiền, nhiều đất, sung sướng và không cần làm gì cả. Chủ tòa hỏi là người mẹ có 8 con, bị cáo có thấy hành vi giết người của tổ chức này là giả mang không? Hắc Quyển nói đã rất hối hận. Cũng bị xét hỏi trong phiên tòa, Y Thô A Dũn thừa nhận cáo trạng, khai tham gia tổ chức này từ năm 2019 vì thiếu hiểu biết, nhiều lần có mặt trong các buổi họp. Được các phần tử lưu vong từ nước ngoài chuyển tiền, Y Thô đã mua 7 khẩu súng, được phân công làm chỉ huy trưởng. Trong đêm xảy ra vụ giết 9 người, Y Thô cho biết trước đó đã bỏ súng, dao vào bao tải, phân phát cho nhóm vài chục người ập vào trụ sở công an xã Ecatil, dùng súng sát hại một cán bộ đang ngồi ở tầng 2. Trên đường tháo chạy, Y Thô còn gây thương tích cho người dân. Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ, người dân, phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, mục đích nhằm lật đổ chính quyền nhân dân để thành lập cái gọi là nhà nước Dega. Phần lớn các bị cáo phạm tội do thiếu hiểu biết nên bị Imut Malo và nhóm phản động lưu vong ở Mỹ khác như Isik Nie, Inien Eja, Ibut Eban, Ibe Eban, Itambia, Isonie dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ, đe dọa buộc tham gia hoạt động khủng bố, phá hoại. Quá trình điều tra, các bị cáo thành khẩn khai báo, bày tỏ ăn năn, hối cải, thừa nhận phạm tội do thiếu hiểu biết và bị đe dọa. Họ xin được đảng, nhà nước xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt. Trong các bị cáo có 54 người bị xét xử về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, 45 người bị truy tố về tội khủng bố, 6 người đang ở nước ngoài, 1 người bị cáo buộc tội che giấu tội phạm.
và một người tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Thông tin ghi nhận của Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Ngày 20 tháng 6, tại hội nghị cấp cao, những người đứng đầu lực lượng khủng bố các nước do Liên Hợp Quốc tổ chức tại New York, Mỹ, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6 năm 2023. Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa đã có bài phát biểu quan trọng, nêu rõ 4 nguy cơ khủng bố từ bên ngoài gây hại cho an ninh quốc gia Việt Nam. Đồng thời khẳng định, hoạt động của nhóm đối tượng tấn công trụ sở chính quyền và người dân tại tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 là hoạt động khủng bố có tổ chức. Cụ thể, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt cho biết, ngày 11 tháng 6 năm 2023 xảy ra một vụ khủng bố tại tỉnh Đắk Lắk. Hai nhóm đối tượng trang bị súng và vũ khí tự chế tấn công trụ sở chính quyền và người dân trên đường đi, làm 9 người chết, 2 người bị thương, bắt giữ 3 con tin. Chúng tôi đã bắt giữ 65 nghi phạm, trong đó có đối tượng là thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công. Đây là hoạt động khủng bố có tổ chức, được trang bị các loại vũ khí, hành vi rất manh động, liều lĩnh, mang rợ, mất nhân tính. Đồng thời, Việt Nam mạnh mẽ lên án các cá nhân, tổ chức đang dung túng, hậu thuẫn, chỉ đạo cũng như số đối tượng đã trực tiếp gây ra vụ việc này. Việt Nam kêu gọi các quốc gia, tổ chức quốc tế có liên quan hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc điều tra vụ việc cũng như đấu tranh đối với các hoạt động tương tự. Báo VN Express thông tin, hôm nay ngày 16 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk bắt đầu đưa ra xét xử nhóm tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ek Tư và Ê Tiêu, khiến 9 người tử vong và nhiều người bị thương. Được biết, phiên xét xử diễn ra trong vòng 10 ngày, từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 1. Công tác an ninh sẽ được đảm bảo nghiêm ngặt. Trước đó, Bộ Công an cho biết 92 người bị khởi tố về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm và tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Liên quan đến vụ án, ít nhất 6 người khác bị truy nã. Vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ek Tư và Ê Tiêu, huyện Cư Cu Yên xảy ra vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023 do hai nhóm vũ trang thực hiện. Các nghi phạm sát hại bí thư xã Ek Tư, chủ tịch xã Ê Tiêu, 4 công an và 3 người dân, làm 2 công an và nhiều người khác bị thương. Quá trình điều tra, Itho Ayun, một trong những kẻ cầm đầu có tên thường gọi là Amakaru, trú tại buôn Ayun, xã Cư Bơn, huyện Krông Búc, khai nhận đã tuyên truyền kích động một số người dân ở các buôn làng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham gia dùng súng tấn công hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Bị can nói chỉ lôi kéo những ai thấy tin tưởng, còn lại đa số người dân khác, anh ta không dám dụ dỗ, kích động. Bộ Công an xác định đây là vụ tấn công nhằm chống chính quyền nhân dân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và có sự tiếp tay, chỉ đạo từ nước ngoài. Hành vi của nhóm bị can rất man rợ, mất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Một số người khai đã nhận được chỉ đạo nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết, cướp tài sản, súng đạn. Cảnh sát đã thu 23 khẩu súng, quân dụng, súng hơi, súng tự chế, 2 quả lựu đạn, gần 1.200 viên đạn, 15 kiếp nổ, 1,2 kg vật liệu nổ, 1 nòng giảm thanh, 2 ống ngắm, 1 bộ mô hình mìn tập, 30 dao, 10 cờ phun rô và nhiều phương tiện, thiết bị gây án. Trong các bị can có một người là thành viên của tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập Việt Nam và thực hiện vụ tấn công. Một tháng sau tại Hà Nội, đại sứ Mark Knapper khẳng định Mỹ đã phản đối vụ tấn công ở Đắk Lắk và sẽ phối hợp với Việt Nam để tìm ra kẻ đứng sau vụ việc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.